Bài đọc 1. Bài trích sách các vua quyển thứ 2. Thời đó, Sanherib, vua Assur lại sai sứ giả đến với vua Khiskiya. Vua bảo họ, các ngươi sẽ nói với Khiskiya, vua Juda, thế này, đừng để thiên chúa của ông là đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng Jerusalem sẽ không bị nộp vào tay vua Assur. Này, ông thừa biết các vua Assur đã xử thế nào với tất cả các nước. Các vị ấy đã tru hiến chúng, còn ông thoát sao được. Vua Khiskiya cầm lấy thư chính tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà Đức Chúa, mở thư ra trước nhan Đức Chúa. Vua cầu nguyện trước nhan Đức Chúa rằng, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các Kerubim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất. Lạy Đức Chúa, xin lắng tai nghe. Lạy Đức Chúa, xin đưa mắt nhìn, xin nghe rõ những lời Sanherib là kẻ đã sai người đến thoá mạ Thiên Chúa hàng sống. Quả thật, lạy Đức Chúa, các vua Assur đã tàn phá các dân và xứ sở của họ, quăng các tượng thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá hủy được. Nhưng giờ đây, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, xin đối thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ một mình Ngài mới là Thiên Chúa, lại Đức Chúa. Ông Isaiah con ông Amốc sai người đến tàu vua Khiskiya rằng, Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, phán thế này, ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện về vụ Sanherib, vua Assur. Đây lời Đức Chúa kết tội nó. Trinh nữ, cô gái Sion khinh dễ, nhạo báng ngươi. Sau lưng ngươi, cô gái Jerusalem lắc đầu. Vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số còn sót lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Vì vua Assur Đức Chúa phán như sau, nó sẽ không vào được thành này, không bắn được mũi tên tới đó, không núp sau thuẫn mà xông lên, cũng chẳng đắp ụ để công phá. Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến, chứ thành này thì nó không vào được. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì ta và vì David, tôi tớ của ta, chính ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này. Chính đêm ấy, thiên sứ của Đức Chúa ra đánh chết 185.000 người trong trại quân Assur. Vua Assur là Sanherib nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ninive và ở lại đó. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng của Thánh, đừng quăng cho chó, ngọc trai, chớ liện cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Chúng ta cùng suy niệm lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay. Tại một bộ lạc da đỏ bên Tây Mỹ, người thanh niên chỉ được cho là trưởng thành sau khi phải trải qua một cuộc thử thách rất khắc nghiệt. Đó là, vào một buổi hoàng hôn, người cha sẽ mang cậu con trai vào rừng sâu. Ông đưa cho con mình những thứ vũ khí để tự vệ khi gặp hiểm nguy. Cụ thể ông sẽ trao cho đứa con cây gươm, cái chĩa, và để cậu ở lại một mình trải qua đêm dài trong rừng vắng. Như vậy ở đó cậu có thể bị thú dữ, cùng rắn độc tấn công và cướp đi mạng sống nếu như cậu không biết đối phó cách hữu hiệu. Sau một đêm chiến đấu với chính bản thân mình để chiến thắng được sự nhút nhát và tôi rèn được lòng cam đảm, người cha sẽ đến đón cậu về trong vui mừng và hãnh diện. Nhưng cậu con trai đâu hay biết rằng trong cái đêm thử thách đó người cha lúc nào cũng kín đáo ở gần cậu,
để quan sát và theo dõi phòng khi nếu có sự hiểm nguy mà ra tay cứu giúp. Đoạn tin mừng hôm nay Đức Giêsu đưa ra một khuôn mẫu sống cho cuộc đời của mỗi người chúng ta để tìm đến được sự sống đời, đó là phải chọn lựa và đi qua cửa hẹp, đi qua con đường chật chội. Thật vậy, nhìn vào xã hội ngày nay chúng ta thấy có những kẻ được giao cho nhiệm vụ diệt trừ tệ nạn bài bạc thì lại chính họ lại bao che, thậm chí tổ chức đánh bài đánh bạc. Kẻ được giao cho trách nhiệm chống hàng giả thì lại đi dùng bằng cấp giả. Tại sao lại có những sự việc trái khuấy và đau lòng đó xảy ra? Xin thưa, chỉ tại vì con người ta đã không biết chiến đấu với chính bản thân mình để rồi chiều theo những ham hố, quyến rũ của danh vọng và tiền bạc. Tóm lại là họ từ chối đi vào con đường hẹp. Họ chỉ thích đi vào con đường rộng rãi, thênh thang, để rồi kết quả là trở thành thân tàn, ma dại, bị người đời kinh chê và sau cùng là mất hết chức quyền và đi vào vòng lao lý tù tội. Trong mỗi con người đều tồn tại hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là muốn làm điều tốt, việc thiện. Một khuynh hướng khác, ngược lại là luôn lôi kéo, thúc đẩy chúng ta thực hiện những việc xấu, điều ác, hay nói cách khác, trong con người luôn tồn tại hai cái con và người. Nếu ta không cố gắng để diệt trừ điều xấu mà cứ để bản năng điều khiển thì chúng ta đã để cho phần cái con trong ta lấn át và phát triển. Tất nhiên, khi đã để cho cái con trong mình làm chủ thì chúng ta đã đánh mất phẩm giá của cái người là trở nên gian ác, xấu xa. Chính vì thế, chúng ta phải sống theo lời Đức Giêsu dạy là luôn đặt mình đi vào trong con đường hẹp, nghĩa là luôn phải biết chiến đấu với chính bản thân mình để rồi loại bỏ tận căn những quyên rũ bất chính, những đòi hỏi xác thịt luôn luôn thực hiện những điều tốt đẹp, lành thánh. Trong mọi cuộc chiến, có lẽ cuộc chiến để chiến thắng chính mình là một cuộc chiến đấu khó khăn và cam go nhất. Chính Thánh Phaolô có lần đã thú nhận, điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm, việc tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Muốn làm được người tốt thì ngoài việc nói không với những cái xấu xa chúng ta còn cần đến ơn Chúa trợ giúp, bởi lẽ nếu không có ơn Ngài thì chúng ta không thể chiến thắng được. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu bằng việc cầu nguyện và nhất là trước Thánh Thể vào tâm hồn, để từ nguồn ơn này chúng ta mới có sức mạnh mà vượt qua được những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và của chính bản thân mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải biết đi vào cửa hẹp để từ cửa hẹp ấy chúng con mới có thể đi vào nước trời là sự sống muôn đời. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp gắn bó với Ngài để tìm được ơn trợ giúp, sức mạnh để chúng con chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ trong chính con người mình để sau cùng tìm được sự sống muôn đời. Amen.